Mình xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tự động xóa những cái tin nhắn OTP trên điện thoại iPhone. Những cái tin nhắn OTP là những cái tin nhắn mà ví dụ như là chúng ta sử dụng những cái ứng dụng bên thứ ba, ví dụ như là mạng xã hội hoặc là những tài khoản ngân hàng hoặc là những ứng dụng mà cần gửi một cái mã xác minh về trên điện thoại của chúng ta, thì các bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn có chứa cái mã OTP là một cái dãy số, có thể là 4 số hoặc là 6 số và về máy điện thoại của các bạn. Và sau khi các bạn sử dụng cái mã này thì đăng nhập vào những cái tài khoản mạng xã hội hoặc là những tài khoản ngân hàng hoặc những cái tài khoản mà cần xác minh bằng cái mã OTP. Và sau khi các bạn đã sử dụng xong cái mã này thì những cái số này nó sẽ vô dụng ở trên điện thoại của các bạn. Và nếu như các bạn muốn cài đặt cái chế độ đó là tự động xóa những cái mã OTP này mỗi khi mà chúng ta sử dụng xong, các bạn không cần phải xóa thủ công bằng tay, thì các bạn có thể là tiến hành cài đặt tự động xóa cái mã OTP trên điện thoại iPhone nha. Và trên điện thoại iPhone thì khi mà các bạn cập nhật cho điện thoại các bạn lên cái phiên bản iOS 17 thì các bạn sẽ có thêm một cái tính năng đó là tự động xóa những cái tin nhắn OTP. Và để kích hoạt được cái phần này thì các bạn sẽ làm như sau. Trên điện thoại iPhone thì đầu tiên các bạn sẽ tiến hành là cập nhật lên phiên bản iOS 17 và sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục đó là mật khẩu. Ở đây ở trong phần mật khẩu thì các bạn sẽ có một cái mục đó là tùy chọn mật khẩu, các bạn chọn vào. Và ở đây thì nó sẽ có một cái mục đó là mã xác minh và các bạn sẽ kích hoạt cho mình cái phần nó là dọn dẹp tự động này lên, các bạn bật cái phần này lên. Thì như vậy thì sau khi mà các bạn sử dụng những cái mã xác minh gửi mã OTP về điện thoại các bạn thì nó sẽ tự động nó xóa đi nha. Đó, các bạn sẽ vào cái phần tin nhắn thì tất cả những cái mã xác minh ở trên OTP thì sau khi các bạn sử dụng xong thì nó sẽ tự động nó xóa đi. Và nếu như các bạn muốn xem lại cái mã OTP mà các bạn đã xóa thì các bạn bấm vào phần bộ lọc này, các bạn chọn cho mình vào cái phần nó là đã xóa gần đây thì nó sẽ hiển thị lại tất cả những cái tin nhắn OTP mà các bạn đã nhấn vào cái phần xóa gần đây nha. Nếu như trong trường hợp các bạn muốn xem lại.